Anh Năm về chưa? Sao về đi anh Hưng ơi, em tới em rồi. Ý chị Đồng nữa. Đây, thì bây giờ sao à? Sao hay gì à? Chị đi trúng nợ hay sao mà có văn nghệ mặt trùm dữ vậy chị? Sao mà trùm vậy? Mà trúng nợ đúng không? À mới biêu da, chị mới lột da dạ. Bịch đi chị ơi, để nám đó. Ừ. Ok, cho miếng cam đồ uống đi mệt quá em. Sao nè? Nói trời, ý trời chị Ngọc luôn hả? Trời đi mới của em đúng gì ơi? Dạ, không Ngọc ạ. Chị nói cái miệng em sao? Chị đang uống nước mà chị nói cái miệng em bự là sao? Em uống nước miệng bự đâu phải là ai muốn cũng được đâu. Chị sao chị mắc cười quá, sao chị kỳ thị quá. Tao uống nước mà tao nói ủa sao miệng bự vậy? Phải chi tôi nuốt cái bình đó thì phải nói tôi miệng bự. Nhẹ nhàng tinh thôi uống một cái, ủa sao miệng bự vậy? Tôi nói bài này ngoài đạo lực chơi khô máu vả liền á. Sao em? Dữ quá hả? Dữ vậy mới vừa vả đó. Sao chị? Hiền ok đúng không em? Ok C. Quạt câu ok. Rồi bây giờ sao ca khúc? Sao hay gì à? Sao hay gì? Vâng, bây giờ sao ca khúc? Sao hay ra dẻ quá. Quá tạc. Wow, bình thường có ngoài hát nhép không anh chị ơi, vô đây hát thiệt mệt quá. Quá mệt. Sao? Mệt. Em quạt cho hả? Em quạt cho anh suốt đời được không? Quạt có chữ gì vậy? À lật lại hả? Tĩnh tâm hả? Trời ơi, cái bị khổ mấy hay sao mà trong đây có chữ tĩnh tâm gì? À tấm lòng hả? Ok, tấm lòng, tấm lòng. Cô này cũ của cô anh là mò tôm. Mò tôm hoài gì chị? Ở đây làm cái tôm cho chị mò. Trời em bị lừa anh chị không? Có chị gì dữ đó. Đúng rồi. Em đang ở trên này cái ba cầm cái bông kêu. Em tưởng tặng bông em chị ơi. Chạy xuống dưới mà nắm đầu bà hung. Cô chị ấy vậy. Rồi cái bông chưa tặng luôn mà tặng cái tên nụ hung rồi. Quá trời sơ hở là hung. Thèm đúng không? Lát lại em đây tới tối luôn mà. Cho nên lát được người tới hung cái. Nha. Yeah. Ok, muốn hôn đâu à? Ở đâu? Ở môi hả? Dạ, môi chưa đủ bự hay sao? Năm sau hôn, dạ cảm ơn chị yêu. Ủa chị ơi, ủa là tặng xong rồi cơm lại tặng nữa hả? Ủa kỳ vậy? Ủa là nãy giờ nó xây vòng vậy hả? Hèn chi tôi thấy bông tôi héo queo, bông tôi dập hết trơn. Trời đất ơi, tặng mà cũng xin lấy lợi nữa, có quỷ không? À là tặng xong rồi xin lời hả? Thôi vậy khỏi tặng lên chị em cảm ơn nha. Khỏi tặng, khỏi tặng nữa cảm ơn nha. Dạ. Để chương trình còn dài không chị ơi? Dạ. Là giờ muốn dài không muốn ngắn? Dạ. Dạ để em hỏi ban tổ chức nha. Em thấy là mặt mấy anh nhăn nhăn, anh cầm cái gì mà anh chỉ em kìa. Dạ để em hỏi coi nếu mà dài thì em làm dài ngắn hay làm ngắn? Dài hay ngắn anh tổ chức ơi. Thì giờ biết còn mình em thôi giờ mà cho em vô tiếp mục nữa. Cho em vô tiếp mục nữa. Chắc đã diễn chừng nào chết thôi hả? Xoáy về bên mình có đội ngũ cấp cứu không ạ? Vô nước biển đâu có mà. Có đúng không? Tử luôn. Cái thằng đẹp trai nó đi vô khác liền. Diễn xong rồi thì đi vô. Tôi nói, ủa sao tôi nói chuyện ở đây mà sao đầu quay qua kia hết trơn? Quay lại. Sao mày ra dẻ vậy mày? Trời đất ơi, nó nghĩ nó đẹp, nó đứng bên hông với bà. Tôi nói, ủa sao nói chuyện với bà cứ nhìn con mắt? Nè các bạn, các bạn nhìn gần. Rồi mấy thằng đẹp nó có ăn được không? Rồi nó có diễn được không? Nó chỉ nhảy thôi chứ sao mà làm hề được? Sao mà thấy đẹp, nó tương tước à? Sao mà ai qua em được? Cái thằng mắt kiếm đi vô đi. Nha. Thích anh quá hả? XLC được nữa không em? Anh ấy thấy rồi, anh mặc trang liền. Được nữa không chị? Nữa anh về? Nữa không? Chị nào ao kêu em nha. Với em ấy đó mà, em cũng ngang ngửa anh Hưng à. Khỏe lắm, em trâu bò mà chị. Trời ơi, cường gì ghê vậy bà nội? Trời ơi, chị cường gì ghê vậy?
Cô gái mộ hả? Quá trời. Ngắm mộ đúng không? Vậy cho em hỏi là trong đây một người coi chương trình 2 ngày một đêm không ạ? Ai coi 2 ngày một đêm giơ tay giùm em. Quá trời ơi hề. An Giang, Hành Trình Rỡ có luôn. Vậy rồi, vậy bây giờ sẽ là một ca khúc trong 2 ngày một đêm ca sĩ Bảo Lâm hát. Bài hát 2 ngày một đêm luôn. C. Xin mời tất cả các anh em nghệ sĩ chúng ta cùng tiến về sân khấu để chào tạm biệt với chị các em rồi đó chị. Chị không cho hát nữa. Vậy mà nói đó chị ơi hát nữa được không? Hát đi em, hát đi em. Mà thì nghĩ đúng không chị? Sao mà ta đang hát mà cắt người ta vậy? Có bây giờ chị về phòng đi xíu nên về phòng em hát cho chị nghe. Có chị chịu vậy đó Lâm. Ok được không? Có chị chịu vậy đó. Tuyệt vời luôn em ơi, được không hả chị? Được về tắm rửa ngủ nghỉ đi xong rồi lát tôi vô tôi hát cho nghe. Chị